Xin chào các bác nhé. Hôm nay tôi xin tặng cả nhà một bài thuốc cổ. Đây là một bài thuốc cổ có từ hàng trăm năm nhưng mà ở Việt Nam mình thì áp dụng rất là ít. Tôi đã cho nhiều người và một người đã áp dụng và đã khỏi bệnh hoặc là đã hồi phục bệnh tai biến hay còn gọi là đột quỵ rất là tốt. Cái bài thuốc này khi mà những người đột quỵ hoặc tai biến mà có nhiều người nằm chờ chết, chúng ta có thể cạy răng bệnh nhân và đổ thuốc thì bệnh nhân có thể sống lại. Đấy, nó rất hay, nó giống như bài thuốc tiên vậy. Cái này thì những người bị tai biến từ 1 đến 3 tháng thì chúng ta dùng thì cái khả năng hồi phục của bệnh nhân đến 90 đến 95%, nhiều người đến 100% tùy thuộc vào cái vết thương ở trên não các bác nhé. Đấy thì bài thuốc như sau. Các bác lấy cho tôi 50 con giun đất, đông y gọi là địa long. Hay còn gọi là con trùn, 50 con giun đất. Nếu mà chúng ta những người mà yếu thì chúng ta có thể lấy 30 con nó cũng được, nhưng mà trong bài chuẩn là lấy 50 con. Các bác sẽ cho muối vào, các bác làm sạch nhất, các bác làm sạch giống như lòng gà đấy. Tiếp theo là các bác sẽ cho cái chảo một chút xíu mỡ để cho nó khỏi cháy, không phải là cho mỡ vào để mà chúng ta rán đâu nhé, chúng ta cho nó khỏi cháy thôi. Các bác xào lom dom nhỏ nửa giống như các bác xào thuốc ấy, xào thơm thì các bác cho vào một cái ấm để sắc. Tiếp theo là vị thứ hai là các bác lấy cho tôi 100 g đỗ đen đen, các bác hay là miền Nam gọi là đỗ đen đấy, thì các bác rang nhỏ nửa, rang thơm, sau đó các bác cho vào cái ấm thuốc có con chuồn đấy. Vị thứ ba là các bác lấy cho tôi đỗ xanh, các bác lấy một cũng 100 g, các bác rang nhỏ nửa thơm, các bác cho tiếp vào ấn thuốc. Đó là ba vị. Vị thứ tư là một mớ rau ngót khoảng 250 g, các bác làm sạch và các bác cũng cho vào đó vào trong ấn, và các bác thêm cho tôi vào 3 bát nước lọc, tức là miền Nam gọi là cái chén ăn cơm. Đấy, ở miền Bắc gọi là cái bát đấy. 3 cái bát nước lọc đó các bác đem, các bác đổ vào, các bác sắc cho tôi lon lon nhỏ nửa, chỉ còn một bát thôi, và một bát đấy để cho bệnh nhân uống vào buổi chiều. Còn tiếp theo còn nước hai thì các bác đổ tiếp cho tôi ba ba bát nước để các bác sắc nước hai, thì còn một bát thì các bác để sáng hôm sau cho bệnh nhân uống. Đấy, các bác làm đúng như vậy cho tôi nhé.